Bất cứ hiện thực nào ngày hôm nay, bất cứ thứ gì bạn chạm và vào tin tưởng, rồi ngày mai sẽ trở thành ảo tưởng, như hiện thực của hôm qua. Thiên nhiên dùng trí tưởng tượng của con người để nâng tác phẩm sáng tạo của mình lên những tầm cao mới. Mỗi con người thực thụ, hơi cao hơn mức thú vật và cây cỏ, không sống chỉ vì để tồn tại mà không biết phải sống thế nào, anh ta sống để đem lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời mình. Lịch sử của nhân loại là lịch sử của tư tưởng. Trên giường, tình yêu thật sự của tôi luôn luôn là giấc ngủ đã cứu rỗi tôi, nhờ cho tôi giấc mơ. Bất cứ ai có may mắn sinh ra là một nhân vật có thể cười nhạo thậm chí cả cái chết. Bởi vì một nhân vật sẽ không bao giờ chết, con người sẽ chết, người viết, công cụ của sáng tạo. Nhưng điều anh ta tạo ra sẽ không bao giờ chết. Mỗi chúng ta, khi đối diện với người khác, đều khoác lên chút phẩm tiết nào đó, nhưng chúng ta biết quá rõ tất cả những điều không thể thú nhận diễn ra trong tim. Thật khốn khổ, bạn biết không, khốn khổ tới không tả xiết cho người đàn ông sống một mình và căm ghét những mối quan hệ thấp hèn, nông cạn không đủ già nua để sống thiếu phụ nữ, nhưng không đủ trẻ trung để ra ngoài tìm phụ nữ mà không thấy xấu hổ. Rõ ràng chúng ta tự tạo nên bản thân mình. Để tôi giải thích. Tôi bước vào ngôi nhà này và lập tức tôi trở thành điều tôi phải trở thành, điều tôi nên trở thành. Tôi tự tạo ra bản thân mình. Tôi thể hiện bản thân với bạn phù hợp với mối quan hệ mà tôi muốn đạt được với bạn. Và, dĩ nhiên, bạn cũng làm như vậy với tôi. Đã bao giờ bạn nghĩ tới việc ra đi và không bao giờ quay trở lại? Ra đi và không còn dấu vết, tới một nơi xa xôi và bắt đầu một lần nữa sống, sống cuộc đời mới, cuộc đời chỉ của bạn mà thôi, thật sự sống. Bạn có bao giờ nghĩ thế không? Nếu bạn khinh khỉnh tự nhốt mình trong tòa tháp ngà và khăng khăng cho rằng lương tâm của mình là chuyện của mình và mình thỏa mãn với sự tán đồng của nó, thì đó là bởi vì bạn biết tất cả mọi người đang chỉ trích, lên án, hay cười nhạo bạn. Lý trí là một chuyện, sinh vật con người lại là chuyện khác. Bạn có thể dễ dàng đưa ra một giải pháp lý trí cho điều gì đó và cùng lúc ấy hy vọng trong tim rằng nó sẽ không thành công. Khi bạn nói mình yêu nhân loại, bạn khá thỏa mãn với bản thân mình. Tâm hồn chúng ta có cách riêng tư để thấu hiểu lẫn nhau, để trở thân thân thiết, trong khi con người bên ngoài vẫn mắc kẹt trong quan hệ của những ngôn từ thông thường, trong sự nô dịch của những luật lệ xã hội. Tâm hồn có các nhu cầu riêng và tham vọng riêng, trong khi thể xác tản lờ khi nó thấy không thể thỏa mãn chúng hay đạt được chúng. Ngay khi một người sinh ra, một người khác mất đi. Ai cũng có thể một lúc nào đó tỏ ra anh hùng, nhưng làm người hào hoa phong nhã là điều lúc nào bạn cũng phải thực hiện. Bạn cũng không nên trông chờ quá nhiều vào hiện thực như bạn cảm thấy nó hôm nay, bởi giống như hôm qua, nó có thể trở thành ảo ảnh cho bạn vào ngày mai. Chúng ta không ai có thể ước đoán điều mình làm khi mình làm điều đó theo bản năng. Cuộc đời đầy những điều ngớ ngẩn lạ lùng, thứ mà cũng đủ kỳ lạ, thậm chí không cần mang vẻ hợp lý, bởi chúng là sự thật.
Phụ nữ giống như những giấc mơ, chẳng bao giờ như cách mà bạn muốn có được. Hãy giải phóng mình tự do khỏi mô hình mannequin mà bạn tạo ra từ diễn giải sai lầm về điều bạn làm và điều bạn cảm nhận, và bạn sẽ lập tức thấy mô hình mannequin do mình tự tạo hoàn toàn chẳng giống con người thực của bạn hay điều mà bạn thực sự có thể trở thành. Từ chối nêu quan điểm là một cách có quan điểm, không phải sao?